Trình độ hoang tưởng, khôi hài của giới dân chửi trong vụ nông sản Việt Nam ùn tắc. Trong 20 ngày đầu tháng 12 năm 2021, hàng ngàn container chở nông sản Việt Nam để xuất sang Trung Quốc đã ùn tắc tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. Trong khi diễn biến này để lại nhiều nỗi lo cho người nông dân, các nhà dân chửi lại nhìn nó như một cơ hội để công kích chế độ. Chẳng hạn, họ chê trách nhà nước Việt Nam không mắng mỏ Trung Quốc giúp nông dân, không giải cứu nông dân như bà Thái Anh Văn bên Đài Loan. Nguyễn Xuân Diện, một tiến sĩ nổi tiếng nhờ chống Trung Quốc và tai tiếng vì đạo văn, đòi quy kết trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã không điều tiết sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân, và cho việc này là biểu hiện lệ thuộc vào Trung Quốc. Những bài viết theo khuynh hướng kể trên thể hiện rõ độ hoang tưởng chính trị và khôi hài của giới dân chửi. Trước hết, vì sao hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc lại ùn tắc tại cửa khẩu Lạng Sơn? Trong cuộc họp báo của Tổng cục Hải quan chiều ngày 21 tháng 12, ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan đã cho biết, nguyên nhân chính là do Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero Covid. Theo đó, ở một số cửa khẩu như Tân Thanh và Hữu Nghị, phía Trung Quốc yêu cầu xe hàng Việt Nam phải có lái xe tiêm đủ 2 mũi vaccine, xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR định kỳ 3 ngày một lần. Lái xe không được xuống xe khi sang Trung Quốc và phải đi về trong ngày, niêm phong cabin xe. Do đó, lượng thông quan hàng hóa chỉ đáp ứng 20-25% so với bình thường. Và việc nhiều doanh nghiệp tiếp tục gửi hàng lên cửa khẩu do thiếu thông tin đã khiến cửa khẩu tiếp tục ùn tắc. Mặt khác, trong cùng cuộc họp báo, tham tán thương mại Hồ Tòa Cẩm của Trung Quốc cũng giục Việt Nam đẩy nhanh đàm phán nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thay cho đường tiểu ngạch đang ùn tắc vừa nêu. Như vậy, những diễn biến này nằm trong một nỗ lực dài hạn của Trung Quốc nhằm gia tăng kiểm soát đường biên giới với Việt Nam, nhằm chống buôn lậu, nhập cư và gần đây là ngăn dịch COVID-19. Ý định này đã thể hiện từ cuối năm 2018, khi Trung Quốc cho xây hàng trăm km rào cao, kiên cố, ngăn lối trên bộ với Việt Nam và các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh. Với bối cảnh này, việc mắng mỏ Trung Quốc vốn dĩ là vô ích, không những không giúp lưu thông nông sản mà còn có hại cho quốc thể. Trong khi đó, bà Thái Anh Văn giải cứu nông sản bằng cách mắng mỏ Trung Quốc hay bằng cách kích thích tiêu dùng trong nội địa Đài Loan. Chỉ cần đặt câu hỏi này, cũng thấy giới dân chửi chỉ biết chửi, chứ không nhìn ra được bản chất của vấn đề, cũng không đề xuất được giải pháp thực tế nào cho xã hội. Thứ hai, việc nhiều nhà dân chửi tung hô luận điệu phê phán cơ quan quản lý Việt Nam của Nguyễn Xuân Diện không khác nào lấy tay tự vả vào miệng mình khi đang phơi bày sự mâu thuẫn trong lập luận bắt lỗi chế độ bằng việc đòi nhà nước phải can thiệp vào thị trường tiêu thụ nông sản, cho việc xuất khẩu sang Trung Quốc là phụ thuộc Trung Quốc. Cách thức lập luận của Nguyễn Xuân Diện, phải chăng ông ta và đồng bọn luôn tự nhận phan tư bản, muốn Việt Nam từ bỏ quy luật kinh tế thị trường và đưa cả nước về thời kỳ bao cấp? Phải chăng Hoa Kỳ luôn nhập siêu từ Trung Quốc là Hoa Kỳ bị phụ thuộc vào Trung Quốc? Qua đó có thể thấy, lòng yêu nước, thương dân của các nhà dân chửi chỉ đơn giản là chửi bừa, không nghĩ đến việc dựng xây, cũng không nghĩ đến hậu quả mà người khác phải gánh chịu.